Và chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với tập tiếp theo của Assassin's Creed Odyssey. Mình là Hiếu Béo. Như bạn thể thấy hiện tại chúng ta đang thực thi một cái nhiệm vụ rất quan trọng, gọi là nhiệm vụ tối cao ở trong cái mạch cốt truyện chính của tựa game này. Đó chính là rắn trong cỏ. Bây giờ chúng ta đã có được cái vị trí của thằng lươn chúa El Pino rồi. Thì nó ghi là thằng đấy nó đang ở trong pháo đài của Pha Salos. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng Icarus để săn nó nhé. Đây rồi. Đấy, trốn như một con chó luôn này các bạn. Rồi chúng ta sẽ định vị hết tất cả lính. Sau đấy là sẽ băm nó nha các bạn. Tiếp đi. Vẫn còn đấy. Cứ mỗi lần mà đi giết một cái thằng được bảo vệ này thì thường là cái quân bảo vệ nó toàn trên chục thằng. Mình sẽ cố gắng mình lẻn vào trong này, mình dập cái lửa đi để tí bọn nó đỡ gọi enforcement. Ok, mình nghĩ thế này là đủ rồi đấy nhở. Rồi, mình vừa mới thay cái mũ với cái vũ khí các bạn. Đây rồi, các em ơi. Các em ơi, các em ơi. Chỗ này chắc là xuống dần từ từ được đúng không? Nó đang ngủ hay sao đây này? Dập cái lửa này đã anh em. Lửa này rất là nguy hiểm. Là tí chúng mày khỏi gọi nhá. Còn thằng bên này này. Chờ một tí. Vào đây đốt đã. Lét lút hiểu không? Chúng ta có 3 cái quân nhu phải đốt. Bây giờ mới đốt được một cái. Ôi thằng kia nó phát hiện có xác người. Đây. Bốn con này nó ở đây các bạn. Nên xuống ám sát nó luôn không nhỉ? Hơi ngứa tay các bạn. Nó hồi đoạn nào nhỉ? Đứng. Thế đậu. Đây rồi. Why am I not surprised? El Pinor! You coward! Elpinor knew I would come for him. Used that imposter to lure me into a trap. By the gods, get back here! Lên đây. Này thì ngu này. Nào. Ơ
Thế cái thằng nãy mình ám sát không phải là thằng Elpino à? Thế là nó thằng khác anh em ạ. Cay thế. Thế mà mấy thằng này không hay, ngu thật. Thế mà lúc nãy mình tưởng nó ở trong này, thế không phải à? Thế là nhầm à? Ngon. I have a ship. Join my crew and you'll taste freedom. tự nhiên lại tuyển được thằng ngon. Xàm thiệt. Xử lý chỗ này đã anh em nhá. Kìa. Cái lỗi ngu si của bọn assassin này là kiểu như đang đi, mình đang muốn lách lách tự nhiên nó lại trèo thành mẹ trèo lên. Không biết bao giờ nó sửa cái kiểu này, bực quá. Đúng không hả người anh em? Bây giờ thì đốt thoải mái. Đấy đấy đấy, các bạn thấy không? Các bạn hiểu ý mình không? Rất khó chịu luôn. Nhặt này đã. Đấy. Đốt hai cái xong rồi này. Sang trừ khử này. Ôi. Quá tí chết. Mà là cả với bố mày. Quên đi sợ đời bạn ơi. Làm lính làm gì cho khổ. Tôi giúp bạn sang kiếp khác để bạn đỡ phải làm lính ấy. Đầu thai sang kiếp khác các bạn ạ. Sang kiểu Cyberpunk 2077 cũng được. Ở thời này khổ lắm. Bắn được thằng ô này không nhỉ? Chết mẹ đi. Ủa cùng level 13 có khác. May thế. Tí thì mù mắt. Lên đấy hòm với đốt bên này. Còn mấy cái nhở? Còn 1122 2303. Má thùng chưa khui cái nào luôn á công. Đã nghèo lại còn lười. Mấy thằng kia bắt đầu nó phát hiện xác lính rồi đây này. Quay đi quay lại, ngoảnh đi ngoảnh lại phát nhân đồng đội đi đông hết. Chắc chắn phải qua một thứ gì đó đang diễn ra quanh đây. Tại sao đồng đội chúng ta cứ chết ngả đây? Đốt là xong. Ờ, nhà lãnh đạo Phikis đang dễ bị tổn thương này. Vulnerable rồi anh em ạ. Xem băm thằng ô này không?
từ trên xuống luôn. Qua một cái xác ở trên này tôi vừa mới thấy xong. Anh em đâu? Anh em đâu hết rồi? Ủa? Em đâu, ra cứu tôi. À, không, tôi chết rồi. Rồi, nó thấy mình rồi. Tôi thấy nó rồi. Ơ à, không, tôi cũng chết rồi. Sao mỗi lần chỉ có một thằng ra thế này? Khi mà kiểu lính AI nói chuyện với nhau nó sẽ như thế nào anh em hiểu không? Chúa hề nào. Nhiều luôn. Ôi quả rìu vàng, anh em thấy rìu vàng chưa? Tí tôi lắp thử cái rìu vàng, anh em chém nhau thử. Vãi hàng đấy. Cũng ra gì phết đấy. Hết chưa? Khui thùng mới 1/3. À thế còn mấy thùng ở ngoài kia nữa. Là xong. Với giết hai thằng lính này là xong. Chết mẹ luôn. Còn thằng đâu nhá? Thế là chú ý ơi, rụng bông hoa gạo. Alpino, I'm coming to you, motherfucker. 1300 mét này, hơi căng đấy. Ok, để cơ mơ ra khỏi đây thôi anh em. Lâu lắm tôi không quay trở lại với mấy cái thể loại kiểu chiếm thành này, chơi khá là thích anh em. Đặc sản của Ubisoft đúng không? Để sao ở quanh đây chúng ta có thôi cái chỗ này tí nữa đến đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái thẳng cái chỗ phần phía tây của thung lũng rắn. Đấy, chúng ta sẽ đến gọi là nói là gọi là cái chỗ đền rắn các bạn nhé. Đến rồi anh em ạ. Gọi chim nào? Lần này chắc chắn là nó phải ở đây. Đền thờ rắn đây rồi. Cũng toàn level 13 luôn. Death is coming for you, Alpino. Đây rồi, nó ở khu này. 13. Đông thế. Em xin lỗi. Cái đây. Ôi các anh ơi, bỏ qua đi. Tai họa đấy. Bỏ qua đi các anh ạ. Ôi, chết mẹ rồi. À, ra đây mình giết nó luôn. Nào, ra đây nào. Ra đây. We're setting sail soon. Be there when we do. Đang ấy còn tuyển dụng đúng không?
đang đang steal còn chuyển dụng. Anh em thấy tôi đa nhiễu không? Hài vẽ trưởng. Thằng kia nó ở đâu ấy nhỉ? À trong hang rắn đúng không nhỉ? Hình như là nó nằm trong hang hay sao ấy. Em nhớ đúng không? Ok. 1 trên 2 thùng rồi. Một cái thùng ở chắc là ở bên trong. Bọn này đã đi săn tôi rồi. Săn chưa nhỉ? Hình như bọn này nó chưa biết hay sao. Bọn này ngu quá các bạn. Để tôi lẹt lẹt vào. Trên này có một thằng này. Sẽ giải lao của Satya là cái gì? Loại gì hay vậy? Má đéo nghe thấy các bạn. Rồi phải xuống thôi. Đây tranh thủ ra làm thằng ấy phát. Tuyển mấy thằng vàng vàng có khi là ok đấy anh em nhỉ. Ôi chết mẹ, bấm nhầm F rồi. Má đèn thế. Trèo lên đá xong nhảy phát súng vào đầu thằng này hay hơn các bạn nhỉ. Thế nó sẽ epic hơn. Đấy là người thường người ta làm còn... Còn tôi không làm thế. Tôi là tiết kiệm thời gian. Rồi xong rồi. Thằng con kia đâu rồi? Mà mày thằng mất dậy. I can smell that Malacca's stench. À. Shame. We would have made you rich before we killed you. Ui, ui, ui. Stand against what's coming. Mày mà biết chiến đấu à? À thằng thằng giải rách. Úi giời ơi, bạn ơi, thôi. Bạn chỉ có thể làm một trong hai việc, một là chiến đấu, hai là lươn lẹo thôi. Không ai làm được gần đấy việc cả, không ai làm được hai thứ cùng một lúc đâu. Tôi đá cái cho các bạn. Tôi đá cái cho bạn hiểu này. Sao ra đây? Ra đây. Thằng rẻ rách. Thế nào? Thế nào? Nào, nào. Tao đây cơ mà. Úi dồi đá. Úi dồi. Úi dồi. Ái ạ. Cho mày chém thoải mái. Chém em. Chém. 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 Cái gì? Sủa cái gì? Sủa. Sủa. Sủa cái gì nữa? Nói chuyện với bố mày đi. À, giết mày là một sai lầm mà. Tin tưởng mày mới là một sai lầm. Giáo phái gì? Cười đeo ơi. Thế đấy anh em. Cái gì đây? Này là cái gì? Small shard I found on Elpinor is like nothing I've ever seen. Mình chưa từng thấy cái mảnh đấy bao giờ. Ui thùng 2 trên 2 rồi. Bia đá cổ nó nằm đâu nhá? Bia đá cổ phải giết các lính gác này. Lính gác thì không thành vấn đề. Chế bia đá như nó ở dưới sao nhỉ? I should be extra careful in this area. À, kì 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 k
Tất nhiên tao dùng được vũ khí rồi. Úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, úi. Đầu ấy. Đầu đấy. Láo. Đánh bay mẹ người luôn. Còn cái bia mộ như nào nhỉ? Đây rồi. Lính hết rồi anh ạ. Súng mà lấy thôi. Xong. Nãy tôi thấy một thằng ấy ở đâu này. 300m. Không biết là nó level bao nhiêu nữa. Nếu mà level ấy thì chiến luôn. Nào. Tăng cấp độ phát. Xem đồ đã. 12 này. Ấy đã có đúng level 13 rồi này. Úi dồi ôi, chồng mẹ tủ túng thế. Thôi cái mấy cái này thì để này đi. Găng level 13 này. Sát thương sát thủ. Sát thương sát thủ 6. Này cái nào đẹp hơn thì đeo thôi. Đấy, cái này đẹp hơn. Quần này 90 giáp, 95 giáp. Cái này có thêm tổng giáp. Cơ hội bỏ qua phân nửa sát thương. Ủa cái này nhìn phèn đấy. Đeo mấy cái này nhìn cho đỡ phèn các bạn. Giáp này trông còn đỡ. Ấy. Này mình đang đeo cái này này. 221, 239 sát thương chiến binh. Cái này 7%. Hai cái này giống nhau. À đây, đeo thử dìu vàng em nhá. Dìu vàng này chắc là combo nó sẽ chậm hơn này. Sát thương chiến binh, sát thương chiến binh 233. Cái nào đẹp hơn? Cùng người đẹp hơn. Ok, đấy, mình bây giờ con người đơn giản các bạn. Đồ nào mà DPS cao rồi đẹp thì mình lấy. Đúng không? Ok chưa? Chiều mà, skill này. Skill bây giờ mình đang có 1 điểm. Chắc là mình sẽ tiết kiệm điểm để mình nâng cấp vào mấy cái cải tiến đấy. Upgrade mấy cái chiều này lên. Nhờ. Yêu cầu cấp 16 mới nâng được cái này. Độc này là tiến xa hơn cốt truyện. Tiến xa hơn cốt truyện. Tiến xa hơn cốt truyện này. Úi dồi, má. Lỗi Việt hóa anh em này. Khổ thế. Mình cộng mũi tên này bắn nó sẽ khỏe hơn. Hồi máu này là tiến xa hơn này. Toàn tiến xa hơn thôi. Cái này là gài chiêu để sử dụng là đánh mấy thằng khiên này. Cái lửa này cũng hay này. Cái lửa này cũng được này. Nếu cái lửa này mình sẽ thay bằng cái độc. Được. Gài bằng cái chiêu độc nhá. Lấy chiêu lửa. Đấy, mình luôn thích lửa các bạn. Các bạn xem mấy game mà mình ấy mình hay dùng lửa nhiều á. Đây. Trung úy này. Bây giờ đổi đi. Này mình có phiên bản Bayek này. Aya, EV. Này mấy cái đặc biệt này, tạm thời bỏ qua chưa dùng. Đây. 3% máu cho các thành viên đoàn. 3% sát với mũi tên. Tạo điểm yếu với mũi tên. Gây sát thương ra gây ra do trung úy. Ê. Nâng cấp được cái gì đó nhỉ? Mũi tên volley. Một arrow phóng lao. Mình hay phóng lao hay mình bắn tên nhỉ? Hình như mình phóng lao đúng không? Lò lửa, mũi tên, đâm. Phóng lao. Giáp thủy thủ sức chịu đựng. Nâng cái này. Đấy. Rồi, cái này là để cho tăng tốc nó, thời gian nó kéo dài nhiều hơn. Ok. Rồi. Xem lính đánh thuê mà. Bậc 8 chúng ta có ai? Thằng này level 15 các bạn ạ. Chắc là đánh được đấy. Cọc đời. Mỹ bi quan. Tuyệt vọng. Thằng này hơn mình một cấp. Hình như là nó ở chỗ trước mặt mình luôn hay sao ấy. Ôi thằng hôn kia nó đã. Ủa sai ấy. Thế còn một cái thằng ở quanh đây đâu. Đây. Đi xuống đây à. Lấy con ngựa ấy băm nó xem nào.
xử ngay thằng ôn này nếu mà nó cấp thấp. Đi em ơi. Đi 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 đi. Em. Hy vọng nó cấp thấp cơ ạ. Thì mình còn có dịp thể hiện. Cấp thấp đi please 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 please. Leo bao nhiêu ơi? Phải leo bao nhiêu nhỉ? Ôi dồi ôi. Thôi bỏ các bạn ơi. Vãi trưởng. Level cao thế ai đánh nổi? À ông. Bó tay. Ok các bạn ơi, chắc là mình sẽ tạm thời kết thúc cái tập này ở đây. Ở tập này chúng ta đã chiếm được một cái thành cũng như là giết được thằng lươn chúa rồi. Thì có gì mình sẽ gặp lại các bạn ở những cái tập tiếp theo. Rất tiếc là mình có thể kéo dài thêm được cái ở cái tập này một tí. Nhưng mà đấy các bạn thấy đấy, lính level cao quá nên là cũng không thể lươn lẹo được. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau nhé. Nhớ cho mình một like, một subscribe kênh của mình nhé. Tạm biệt mọi người.